Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn là cách tải cái Facebook Live này trên điện thoại iPhone, iOS nhé. Thì để tải được ứng dụng này thì các anh chị cần phải vào App Store chúng ta này. Và các anh chị sẽ chuyển vùng nhé. Thì bây giờ mình sẽ quay vào mình xóa cái ứng dụng Live chúng ta đi này. Đó. Rồi sau đó các anh chị sẽ vào phần App Store này. Thì các anh chị sẽ chuyển cái vùng quốc gia chúng ta sang cái quốc gia là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhé. Thì các anh chị sẽ ấn vào hình avatar của chúng ta này nhé. Rồi sau đó thì các anh chị sẽ ấn vào cái địa chỉ ID Apple này. Sau đó các anh chị sẽ ấn vào quốc gia vùng. Sau đó chúng ta ấn vào thay đổi quốc gia này. Và các anh chị kéo xuống. Và các anh chị chuyển vùng nhấp vào cái dòng là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sau đó các anh chị ấn chữ đồng ý. Đồng ý tiếp. Và chúng ta ấn vào chữ lo le này. Rồi sau đó các dòng địa chỉ tên đường đây, dòng đầu tiên các bạn nhập là ABC này. Dòng thứ hai các bạn bỏ nhé. Dòng thứ ba Kitty này. Thì các bạn nhập là Dubai. Và dòng dưới này các anh chị nhấp vào đây. Và chúng ta kéo xuống cho cái dòng Abu này, nó vào cái ô vuông này. Và các anh chị nhấp vào đây thì tự khắc kéo lên nhé. Và dòng số điện thoại thì chúng ta nhập số điện thoại chúng ta vào. Rồi sau đó thì các anh chị sẽ ấn chữ tiếp theo. Các anh chị chờ trong giây lát nhé. Rồi chúng ta sẽ ấn chữ xong. Ok, thì bây giờ cái App Store chúng ta đã trở sang cái giao diện của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rồi. Thì các anh chị sẽ vào hình cái kính này. Và chúng ta sẽ gõ thanh tìm kiếm là chúng ta sẽ đánh chữ Facebook. Facebook Live đây nó đã đề xuất chúng ta rồi, chúng ta ấn vào đây. Đây chính là Facebook Live nhá, thì các anh chị sẽ ấn tải xuống. Ok thì các bạn chờ. Thì cái ứng dụng này mình đã tải một lần rồi, nếu mà bạn nào tải lần đầu tiên thì chúng ta cần nhập vân tay vào nhá. Rồi sau đó các bạn sẽ ấn chữ Open này. Rồi thì đây là cái giao diện Facebook Live của chúng ta này. Thì các bạn chưa đăng nhập thì các bạn có thể đăng nhập cái số điện thoại, email, mật khẩu chúng ta vào. Và chúng ta tạo được cái tài khoản Facebook Live nhé. Rồi thì cái phần này thì các anh chị tự tạo được nhé, mình cũng không hướng dẫn nữa. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các anh chị quay vào phần App Store này. Các anh chị thoát ra ngoài. Và các anh chị vào phần App Store này. Và các anh chị ấn vào Today này. Sau đó các anh chị ấn vào biểu tượng Avatar này. Rồi sau đó các anh chị ấn vào địa chỉ ID Apple này. Rồi sau đó các anh chị ấn đôn này. À không, nhầm. Sau đó các anh chị ấn vào chữ dòng thứ hai này. Rồi sau đó các anh chị ấn vào dòng này này. Và anh chị kéo xuống Việt Nam. Mãi dưới này nhá. Và nhấp vào Việt Nam này. Rồi chúng ta ấn vào chữ AGE này. Ấn tiếp này. Chúng ta chờ nhé. Ấn vào AGE này. AGE tiếp này. Rồi chúng ta ấn vào 0 này. Tên đường ABC. Thành phố ABC. Số điện thoại. Rồi chúng ta ấn chữ like. Đôn. Rồi ok, thì bây giờ mình đã chuyển sang Việt Nam nhé. Thì các anh chị xem video mình thấy hay, thấy hữu ích thì hãy để lại cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé. Mình xin chúc tất cả các bạn là thành công.